Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi. Nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời. Người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi. Đã sống rất tuyệt vời. Người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. Thì ngày mai xin hãy tiễn bằng nụ cười. Xin chào tất cả các thầy cô cũng như là các bạn sinh viên của trường Đại học Văn Lang. Mình là nhạc sĩ nhà sản xuất âm nhạc Hứa Kim Tuyền, cựu sinh viên K19PR của trường Đại học Văn Lang. Và ngày hôm nay mình rất là vui khi được về Văn Lang và đặc biệt là được tham quan cơ sở 3 rất là hoành tráng, và mình cảm thấy rất là bồi hồi cũng như là xúc động khi mà được đến với cơ sở 3 của Đại học Văn Lang ngày hôm nay. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Hôm nay sao tôi cô đơn quá, hôm nay sao tôi cô đơn quá. Có bao nhiêu ngày bên nhau như, còn có bao nhiêu giờ yêu nhau như. Biết làm gì giờ em nhận ra, từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương. Vậy em nên yêu kéo hay buông tay, tặng anh cho cô. Ra khi mà còn là sinh viên trên ghế nhà trường của Văn Lang thì Tuyền là một trong những người tham gia rất là năng nổ những cái hoạt động của khoa cũng như là của câu lạc bộ âm nhạc Soul. Thì những cái sân khấu mà Tuyền đứng đầu tiên cũng là sân khấu của Văn Lang, thì là nó tiếp thêm cho Tuyền rất là nhiều những cái niềm đam mê cũng như là động lực để mà mình có thể theo đuổi con đường nghệ thuật sau này. Và đặc biệt là sân khấu Văn Lang cũng là nơi chứng kiến những cái tác phẩm âm nhạc đầu tiên của Tuyền sáng tác được ra mắt, như là Pia Song của khoa Pia này, rồi như là ca khúc Ta Đã Yêu Cả Thời Thanh Xuân là một ca khúc mà Tuyền viết năm ba đại học để tham gia chương trình Văn Lang Got Talent của Đại học Văn Lang. Nói chung là có rất là nhiều kỷ niệm đối với những cái sân khấu âm nhạc nghệ thuật của trường Văn Lang. Pia Song để dành riêng cho khoa Pia thì ca khúc này gắn rất là nhiều kỷ niệm đối với Tuyền, và Tuyền nghe nói là cho đến bây giờ khi mà đã có rất là nhiều lứa sinh viên rồi thì ca khúc này vẫn được vang lên rất là nhiều lần trong các ngày hội như là chào đón tân sinh viên hay là trong các chương trình neon truyền thống của khoa Pia. Thì Tuyền cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được biết là cái ca khúc của mình đã được truyền rất là nhiều cái khóa về sau. Đây là một cái vinh hạnh rất là lớn của một người làm nhạc, và đây cũng là một trong những ca khúc đầu tiên mà Tuyền thể hiện cũng truyền viết và cho ra mắt nó như là một sản phẩm chính thức. Trong cái quá trình làm nghề thì Tuyền có gặp một số anh chị từng là cựu sinh viên của Đại học Văn Lang, chủ yếu là ở trong các agency, trong các công ty quảng cáo, client, bởi vì hầu như mọi người đều xuất phát từ cái ngành của Tuyền mà ra. Tuy nhiên có một trường hợp rất là đặc biệt là anh Trúc Nhân là cựu sinh viên khoa mỹ thuật công nghiệp của Đại học Văn Lang, thì Tuyền và anh Nhân cũng có hợp tác với nhau trong một số ca khúc như là Người Ta Có Thương Mình Đâu, hay là ca khúc Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời, Cỏ Bóng Lá. Thì cảm thấy hai anh em cảm thấy rất là bồi hồi thì tại vì hai anh em cùng xuất phát từ một cái trường đại học, cũng từ một cái câu lạc bộ âm nhạc Soul mà ra, và cái tình yêu âm nhạc nó cũng xuất phát từ đó và nó được nuôi lớn để mà cả Tuyền và anh Nhân đều có thể đi theo cái con đường nghệ thuật cho đến sau này.
Tuyền xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn sinh viên đang theo học tại trường Đại học Văn Lang, cũng như là các bạn tân sinh viên chuẩn bị vào trường, là Tuyền chúc cho các bạn sẽ có 4 năm học đại học thật sự nhiều niềm vui, học được nhiều điều bổ ích, được trải nghiệm nhiều điều hay ho, và nhớ là hãy học thật là tốt và hãy trải nghiệm hết mình nha, bởi vì 4 năm sinh viên là 4 năm tuổi trẻ rất là đẹp trong cuộc đời các bạn. See you.